好精神。Là Lương chia sẻ cho em. La Lương bảo là sai cái tên gì hả em? Rồi, một trận đấu sẽ rất hay và kịch tính, thu hút nhiều quý khán giả theo dõi. Các bạn hãy chia sẻ giúp Magic Milan sâu về tường đi ạ. Tí ông mới trả lại tôi đấy nhá ông nhá. Đi thẳng cánh con bay lại tôi xử lý ông luôn. Lên rồi anh. Anh chia sẻ đi. Anh xe vào trong mấy group. Rồi, trận đấu bắt đầu. Trận đấu bán kết thứ nhất giữa nữ cơ thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ và Lương Đức Thiện. Cú đê ba đầu tiên thuộc về nữ cơ thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ. Nữ cơ thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ hiện nay cũng đang là đương kim vô địch của nội dung pool 9 bóng nữ trong giải vô địch quốc gia vòng 2 được tổ chức tại Cần Thơ. Nữ cầu thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ đã có một phần thi đấu xuất sắc, giành chiến thắng trước nữ cầu thủ Bùi Xuân Vàng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin lỗi, Bùi Xuân Vàng người gốc Kiên Giang. Tuy nhiên thì Bùi Xuân Vàng hiện nay đang đánh cho đội tuyển của Hà Nội. Và đây là trong trận đấu thì là đối thủ. Tuy nhiên thì ở góc độ công việc thì nữ cầu thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ cũng như là Bùi Xuân Vàng là hai đồng nghiệp và cùng là đồng đội. Chính xác rồi, một trận đấu cũng đang đồng thời diễn ra, đó là trận đấu tại thành phố Hồ Chí Minh, phía Nam, giải mở rộng. Và Hương Còi cũng vừa xem qua, đó là trận tứ kết giữa nữ cầu thủ Bùi Xuân Vàng gặp một cơ thủ có tên là Lâm trong trận tứ kết. Và một cú sút tê rất đẹp mắt vừa được thể hiện bởi nữ cầu thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ. Vâng, trong trận đấu này thì Lương Đức Thiện phải chấp nữ cầu thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ với tỷ số là 8-2. Và trận đấu rất cân kèo, rất áp lực. Và áp lực cho cả Đoàn Thị Ngọc Lệ lẫn Lương Đức Thiện. Rất tốt Đoàn Thị Ngọc Lệ.
Vâng, số lượng người theo dõi đang tăng rất nhanh. Các bạn hãy tiếp tục chia sẻ phần phát trực tiếp để về tường đi ạ. Để những cái hình ảnh tuyệt vời này đến với các quý khán giả. Thay mặt Magic Blast Shop xin gửi lời trân trọng cảm ơn tới tập đoàn Mai Loan Group đã luôn đồng hành với những cái giải đấu do Magic Blast Shop tổ chức và truyền tải những hình ảnh tuyệt đẹp này tới các quý khán giả, đóng góp cho phong trào bia Việt Nam ngày càng phát triển hơn. Rất nhanh, tôi thấy một lối đánh khác hẳn bình thường của nữ cầu thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ, rất tự tin. Trong rất nhiều lần khi hai chị em ngồi nói chuyện với nhau thì Đoàn Thị Ngọc Lệ có nói rằng là đứng trước máy quay và chị thích đứng trước máy quay, và hình như rằng là có vẻ như đứng trước máy quay thì chị Lệ chị có một lối đánh hưng phấn hơn rất nhiều. Vâng, như vậy sau một cú sút tê thành công, Ngọc Lệ đã dọn bàn và nâng tỷ số của trận đấu lên 3-0. Một áp lực rất lớn cho tay cơ trẻ Lương Đức Thiện. Alo, hiện nay trận bán kết 1 đang diễn ra trên màn TV Thái Bồ, và đồng thời đó là trận tứ kết để tranh và bán kết vẫn còn đang tranh đấu. Và kính đề nghị tất cả các quý khán giả cũng như là những người bạn của câu lạc bộ Kia Star, chúng ta hãy cố gắng giữ trật tự để cho hai trận bán kết được diễn ra, để trận bán kết và trận tứ kết được diễn ra. Xin trân trọng cảm ơn. Tâm Vinh ơi, Lương Đức Thiện thì là một tay cơ chuyên nghiệp. Trong giải đấu này thì Đoàn Thị Ngọc Lệ được xếp là hạng B, và với mỗi một hạng đấu thì sẽ có cái tỷ lệ chấp nhất định. Và bước vào trận bán kết này thì Lương Đức Thiện chấp Đoàn Thị Ngọc Lệ với tỷ số là 8-2. Và với một cú sút tê rất tuyệt vời, Đoàn Thị Ngọc Lệ đã dọn bàn để nâng tỷ số của trận đấu lên là 3-0. Một cái khoảng cách về tỷ số áp lực rất lớn cho tài năng trẻ Lương Đức Thiện. Tâm Vinh ơi, chị Lệ thì chị là nữ cơ thủ cho chuyên nghiệp, tuy nhiên thì là phụ nữ, trình độ giữa nam và nữ thì có cái độ chênh với nhau, cho nên đánh giá từ trên cái thực tế thì ban tổ chức cũng đã thường xuyên tổ chức giải đấu, khi mà Đoàn Thị Ngọc Lệ tham gia thì được xếp là hạng B. Đàm Lượng ơi, chị Hương Còi lâu lắm rồi không cầm gậy mà chỉ dùng bích thôi. Và trên nữa thì nếu chị Hương Còi với chị Lệ đánh với nhau thì chị Lệ chắc chắn là phải chấp chị Hương rồi. Nguyễn Duy Khánh ơi, em có thể đọc cái phần profile về cơ thủ ở trên màn hình phát trực tiếp của Magic Blast Shop, những cái thông tin liên quan tới hạng, rồi liên quan tới tên tuổi cũng như là ngày tháng năm sinh, và cái gậy mà hai cơ thủ đang dùng là gì. Và hiện nay thì với câu hỏi của em là chị Lệ dùng gậy gì, thì chị Lệ hiện nay đang dùng một cây gậy Mac, và cây mấy gậy Mac này thì chị Lệ chị cũng đã dùng được chục năm rồi. Thần Nông ơi, em check lại mạng của em đi. Đường truyền của chị Hương Còi đang tốt, Thần Nông nhé. Rồi, trận đấu đang rất hay và các bạn hãy tiếp tục chia sẻ phần phát trực tiếp này về tường đi ạ. Tiếp tục là một cú sút tê đảm bảo hợp lệ, tuy nhiên thì không đưa được đi mục tiêu nào xuống lỗ. Trong thời gian vừa qua thì tôi biết là Đoàn Thị Ngọc Lệ đã cùng với cơ thủ Đỗ Thế Kiên hàng ngày rèn luyện và tập luyện tại câu lạc bộ 23 Thông Phong. Những cái kỹ năng chưa được tốt của mình thì Đoàn Thị Ngọc Lệ cũng hàng ngày rèn luyện để hoàn hảo hơn. Và cái kỹ năng sút tê của Ngọc Lệ trong thời gian này tôi đánh giá rất cao so với trước kia. Ok, Tô Ngọc Sơn, chị Hương Còi rất đồng tình với cái comment vừa rồi của Tô Ngọc Sơn. Đức Thiện là một chàng trai trẻ thế hệ 9X.
sinh năm 1992 nhé. Mọi người có thể đọc cái profile ở trên cái phần phát trực tiếp của mỗi ván đấu do Magic Billiard Shop cũng đã chuẩn bị. Các bạn có thể theo dõi. Cây gậy Sawed của Lường Đức Thiện trị giá khoảng 90 triệu đồng. Xin chào anh Dương Quy. Ba Dương vào cổ vũ cho Đoàn Thị Ngọc Lệ. Đàm Quang Xuân Tóc Đỏ thì đang có một trận đấu gặp Đảng Bắc Ninh để tranh suất đánh trận bán kết thứ hai gặp cơ thủ Đỗ Thế Kiên. Ván đấu rất gọn gàng của Lường Đức Thiện. Tôi tin chắc rằng đây sẽ là một ván đấu để rút ngắn tỷ số trong trận đấu này. 1-3 cho Lường Đức Thiện. Và những cái cú ra tay rất mượt mà và chắc nịch của Lường Đức Thiện đã giúp cho Lường Đức Thiện kịp rút ngắn tỷ số. Vâng, trên màn hình phát trực tiếp của Magic Billiard Shop, kỹ thuật viên người phụ trách toàn bộ về kỹ thuật của Magic đang truyền tải profile của hai cơ thủ với những hình ảnh, tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, năm sinh và cây gậy hai cơ thủ đang sử dụng. Các bạn có thể cập nhật trên màn hình. Nguyễn Như Tùng chính xác rồi. Thiện đang dùng cây gậy 6S. Nguyễn Tiến Huy hỏi rằng là ngọn cơ đánh lâu có phải thay không hả chị? Đây là điều chắc chắn là rồi, là như vậy rồi. Cái gì dùng lâu thì nó cũng sẽ phải hao mòn theo thời gian. Và nhất là với cái tốc độ đánh của các cơ thủ chuyên nghiệp thì cái việc mà phải thường xuyên, cái việc thay ngọn là cái việc đương nhiên rồi. Trường Giang ơi, chị Lệ là chơi chuyên nghiệp nhưng mà nếu như là nữ đánh cùng với nhau thì sẽ đánh đồng hạng chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì khi chị Lệ đánh trong cái giải có nam thì chị Lệ được xếp là hạng A. Dương Quý chính xác rồi. Đoàn Thị Ngọc Lệ thì cái năm sinh thật của Đoàn Thị Ngọc Lệ là 1983. Đại Bàng của núi xin chào em. Số lượng quý khán giả đang dần tăng lên và Hương Còi vẫn rất mong 223 quý khán giả sẽ tiếp tục chia sẻ phần phát trực tiếp này về tường để trận đấu rất thú vị và kịch tính này sẽ được đến với mọi người ạ. Xin chào em Hải Lê. Cây gậy Mac của chị Lệ thì Hương Còi nhớ không nhầm khi mua mới nó rơi vào khoảng gần 2.000 đô. Và tuy nhiên thì chị Lệ chị cũng sử dụng được nhiều năm rồi. Và quyền chủ động lợi thế thuộc về nữ cơ thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ. Một cú đôn không được tốt của Đoàn Thị Ngọc Lệ, cơ hội giành lại cho Lường Đức Thiện rồi. Địa hình đã được mở. Tôi quan sát ở trên ván bàn này thì gần như cũng không có cái quả bi nào quá nhạy cảm để khó xử lý cả. Anh Dương Quý ơi, chính xác rồi khi mọi lần mọi người hay nói là Đoàn Thị Ngọc Lệ sinh năm 1982. Tuy nhiên thì đó chính là ngày âm thôi, còn Dương Ngọc Lệ sinh ngày 15 tháng 1 năm 1983. Dương thì là 83, nhưng cái tuổi âm thì Ngọc Lệ lại là tuổi 82. Bạn đi Thanh Sơn, bạn có một comment rất thú vị, rất cảm ơn bạn. Thank you.
Vi Kiên nói rằng chia bột là chị Lệ có thể sẽ bị thua trong trận này, thì tối nay là hai chị em chỉ có tiền đi ăn chè thôi. Xin thưa với Vi Kiên là chị Lệ bước vào trận bán kết này, chị đương nhiên chị được cầm 5 triệu đồng rồi, đủ để ăn chè cả tháng trời không sợ. Cơ hội cho Lường Đức Thiện một lần nữa rút ngắn tỷ số. Có thành công không? Một cú xịt cong rất tốt của Lường Đức Thiện. Chiến tướng trận sau thì Kiên Pháp gặp ai thì cũng chưa biết, vẫn đang chờ đợi kết quả trận tứ kết tranh và bán kết giữa Nguyễn Văn Đãng gặp Xuân Nghệ An. Một trong hai người này sẽ gặp Kiên Pháp. Tỷ số đã được rút ngắn cho Lường Đức Thiện. Không có cái điều khiển gì, cửa nó đúng một chỗ. Nó đi bên trần được. Cứ phật đi phật lại. Thịnh Nghệ An ấy, chị vẫn đang theo dõi cái trận tứ kết thì vẫn quan sát là hay, vẫn đang đánh nhé Thịnh nhé. Vâng, chấp lấy cơ hội vừa rồi thì Đức Thiện cũng đã kịp rút ngắn tỷ số 2-3. Ý Kiên nói rằng là Lệ sầu ngồi cắm hoa lệ rơi. Cú đề ba tiếp theo thuộc về Lường Đức Thiện. Ván đấu thứ tư. Ok, Tâm Vinh rất cảm ơn em về sự hỗ trợ và tương tác rất tốt của em với Magic Plus xong. Chị Hương Còi gửi cho em một trái tim. Cú đề ba rất tốt của Lường Đức Thiện, đảm bảo hợp lệ và bì hình đã được mở. Còn quả cái đang tìm đúng bi mục tiêu số 1 đang nằm ở trước mặt. Có vẻ lỗi lực rồi. Có còn má không? Còn hơi lỗi lực và tăng thêm một chút lực nữa thì đẹp hơn. Rất chính xác, tôi thấy mặc dù điều đã bị lỗi lực nhưng vẫn không khiến cho Lường Đức Thiện có một chút sao xuyến gì. Lường Đức Thiện. Chí Đức nói rằng là Sài Gòn cũng đang căng như dây đàn, hai tay hai máy, tức là bạn để hai máy điện thoại, bạn đi xem hai trận đấu ở hai đầu Tổ quốc. Ở Sài Gòn thì có một trận ô rất tiếc cho Lường Đức Thiện, một cái ván bi hình rất đẹp nhưng Đức Thiện đã có một cú chém dư mỏng vào lỗ 10. Cơ hội cho Đoàn Thị Ngọc Lệ. Ở Sài Gòn thì trận tứ kết giữa Bùi Xuân Vàng cũng là một nữ cầu thủ đội tuyển Hà Nội đang gặp một bạn có tên là Lâm, dân bia ở trong Sài Gòn thì gọi là Lâm Heo.
kiến và có một bạn bạn hâm mộ anh đến mức mà bạn đặt nick này, bạn đặt nick là Kiên Pháp. À, Kiên Pháp tức là Pháp Vân Cầu Rẽ chứ không phải là Kiên Pháp ở bên Pháp. Có một bạn bạn bảo là Nhì Thiện trông có nét giống Công Phượng ở bia với bóng đá thưa cũng là bóng không được tốt rồi. Đoàn Thị Ngọc Lễ cơ hội để có một cái khoảng cách kéo giãn với Lương Đức Thiện. Và một cái cú đánh để điều ở gần lỗ là một cú đánh điều rất khó chịu. Và vừa rồi Đức Thiện đã có một cái cú điều cũng chưa thực sự là tốt. Nhưng mà cú dứt điểm lại quá chính xác. Và thực sự rất tiếc nuối cho Đoàn Thị Ngọc Lễ, cái cơ hội để có thể kéo giãn cái khoảng cách tỷ số của trận đấu này đã không thành công. Và cũng chúc mừng cho Đức Thiện khi đã kịp san bằng tỷ số với Đoàn Thị Ngọc Lễ. Ok, Ngô Thanh Tuấn, Xuân Vàng đánh rất hay chị ạ. Ok, chị Hương Còi cũng nghĩ là như vậy. Chắc chắn là Xuân Vàng đã thi đấu xuất sắc thì mới có thể vượt đến trận tứ kết rồi. Một cú đề ba hợp lệ đủ bi về bếp. Bi số 1 đang nằm ở trước mặt rồi nhưng mà đây sẽ là một cái má bi khó. Thị Ngọc Lệ, một cú đánh bằng led đã giúp Đoàn Thị Ngọc Lệ xử lý được cái tình huống bi nhạy cảm, bi số 1. Chiều cao 1m68 đã giúp Ngọc Lệ thực hiện một cú xịt mỏng bằng tay trái, xịt mỏng ở khi về với bi rất tốt. Có bạn đang nhắc chị Lệ rằng là bi số 4 với bi số 9 thì đang khung nhau, bị lôi mất rồi, đánh xếp còng nó bị lôi má rồi. Dũng Nguyễn Văn Facebook của Đức Thiện là Thiện Lương nhé. Không xem hỏi gì cả, nhiều người đang muốn được không ạ?
rất mượt mà và chân tru. Một cú cúp à phê. Có bị đuôi mông không? Không bị. Ở góc này thì cảm giác là... Rồi như vậy là Đức Thiện cũng đã chớp lấy cơ hội khi Đoàn Thị Ngọc Đệ đã để ra một cái lỗi sai. Và tỷ số đã được nâng lên cho Lương Đức Thiện 4-3. Và một số bạn đang hỏi về trận đấu giữa Lê Anh Xuân gặp Nguyễn Văn Đặng. Tỷ số trận đấu này là 6-4 dành cho Đặng. Rapid bây giờ giải Blitz thì tất cả bạn có ý kiến rằng là phải tổ chức đánh bàn Alex Series 5 mới hay. Xin thưa với Rapid là người ta cũng không bao giờ người ta tính toán đến cái việc là thu cái bàn nó nhỏ lại để xem ông nào đánh chính xác hơn ông nào cả, mà bao giờ người ta cũng sẽ phải tạo một cái điều kiện nó theo đúng cái quy chuẩn của quốc tế để thi đấu. Cho nên cái lỗ to hay lỗ nhỏ nó đã có quy chuẩn rồi, để cho các tay cơ có thể thực hiện được tốt nhất những cái kỹ thuật và cái thể hiện được khả năng của mình, chứ không phải mình đi thi đấu xem mà ai đánh chính xác hơn hay là có khả năng dọn bàn ở trên cái bàn lỗ nhỏ đâu. Lại BK Hà Nội, anh Kiên cho em cái nick block luôn cái bạn này. Rất nhiều lần khi làm bình luận viên thì Hương Còi cũng có một cái lời đề nghị với tất cả các quý khán giả, chúng ta hãy sử dụng những ngôn từ văn hóa nhất dành cho mọi người. Và đây tất cả không chỉ với Hương Còi là bình luận viên mà cả đội ngũ phát trực tiếp của Magic Billiard Shop đã hàng ngày làm việc một cách rất tích cực để có thể truyền tải tất cả những hình ảnh này tới các quý khán giả. Nếu như chúng ta không thể làm một cái điều gì đó thì chúng ta cũng không cần phải có một cái hành vi như vậy đâu. Lại Hà Nội sẽ để một cái like ở đây với cả Lại, và chút nữa thì Hương Còi sẽ gửi lời kết bạn với bạn Lại Hà Nội nha. Anh Kiên, anh vào cái nick của Magic, anh block cho em cái nick Lại Hà Nội. Lại Hà Nội, Lại BK Hà Nội, anh block luôn cái nick đấy hộ em. Rất ít khi Magic phải thực hiện cái thao tác này, nhưng mà ngày hôm nay thì Hương Còi sẽ làm cái công việc mà không muốn. Lại BK Hà Nội. Đây không phải một lần khi Hương Còi bình luận mà thấy Lại BK vào có những cái hành vi này và nhắc nhắc rất nhiều lần rồi. Anh dí thẳng vào cái nick ấy.
À, chị Đình ơi, chị Hương Còi đang bình luận, chị Hương Còi sẽ thả một cái like ở đây. Để chút nữa em thấy được cái Facebook của chị Hương Còi hiện lên nhé, thì em sẽ gửi lời kết bạn với chị Hương Còi, vì chị Hương Còi đang bình luận. Rất cảm ơn em đã quan tâm tới chị. À, chính xác rồi, Nguyễn Quốc Hùng ơi, với tỷ lệ chấp 8-2 cũng là tương đối sâu. Nhưng đây cũng là cái tỷ lệ chấp đúng để cho hai tay cơ đều phải cố gắng hết mình để thực hiện những cái đường đánh để giành giật cái chiến thắng trong trận đấu quan trọng này. Được chưa? Lên. Anh đang sử dụng nick nào đây? Anh dùng nick của anh à? Nick của anh thì làm sao mà anh block được? Rất tốt Đoàn Thị Ngọc Lệ. Và một cú siết a phê chế mỏng rất tốt của Ngọc Lệ. Và một tay cơ có cái khả năng đôn bi rất tốt. Có thành công không? Rất tốt Đoàn Thị Ngọc Lệ. Một cú đôn côn tay như vậy nhưng mà thành đã rất thành công. 4-4. Chính xác rồi, Đại Đạt Phiêu Bạt. Nick Facebook của chị Hương Còi là Bình An. Ham chơi xin nick Facebook của chị Đoàn Thị Ngọc Lệ thì đó cũng chính là tên chị ấy luôn em nhé. Vâng, tỷ số của trận đấu này đã được san bằng. Về mặt tỷ số thì đang cân bằng, tuy nhiên thì diễn biến trận đấu với cái lợi thế như thế này thì tôi đang đánh giá là người đang giành nhiều lợi thế hơn đó chính là Lường Đức Thiện. Khi bắt đầu ở trận đấu này, Đức Thiện đã phải chấp Ngọc Lệ với tỷ số là 8-2 và Đức Thiện cũng đã kịp thời để san bằng. Không nối đuôi được, tuy nhiên thì bi số 1 đã bị cản mặt bởi bi số 2. Sẽ là một cú cộng bi hay là một cú thủ đây? À, Tùng Nguyễn ơi, anh Kiên Pháp, anh ấy đã chiến thắng và đang chờ, đang nghỉ ngơi để chuẩn bị đánh cái vòng trận bán kết 2 em nhé. Cú thủ bi rất tốt của Đoàn Thị Ngọc Lệ.
rất nhiều lần. Không còn mượt mà như những cái ván đấu đầu tiên. Trận đấu đã đi vào những cái tình tiết chậm rãi khi liên tiếp là những cái cú thủ bi. Một cú a băng rất tốt được căn mép mỏng của Đức Thiện. Dù không đưa bi mục tiêu số 1 vào lỗ nhưng đây là một cú a băng thủ đưa bị cái ra vị trí khó tương đối ổn. Ô không, qua ra nó gần với sát này. Cơ hội cho Ngọc Lệ dẫn trước tỷ số. Bi hình đã được mở. Rất đẹp. Lại bị mất tiếng à anh? Alo? Lên nè, bắt lên. Cơ hội cho Ngọc Lệ dẫn trước tỷ số trong cái ván đấu thứ 7. La Lương rất gọn gàng, chỉ còn hai bi trên bàn thôi. Rất tốt Ngọc Lệ, tỷ số đã được nâng lên cho Ngọc Lệ là 5-4. Vâng, ở hai địa đầu tổ quốc, cái trận đánh giữa hai nữ cầu thủ của hai nữ cầu thủ đang là những cái trận đấu rất quyết định. Khi ở phía nam, nữ cầu thủ
Bùi Xuân Vàng đang có một trận đấu ở trận tứ kết gặp một cơ thủ có tên là Lâm Heo, thì ở ngoài Bắc trận đánh giữa nữ cơ thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ gặp cơ thủ Lương Đức Thiện. Việt Dũng có lời khen là chốt chín góc hẹp quá hay. Lời khen tặng của một tay cơ chơi số thì phải biết là cái cú đánh đó hay như thế nào khi đứng trước bàn TV table. Chính xác rồi Khắc Vũ ơi. Chị Lệ với Thiện rất có duyên với nhau trong giải, trong những cái giải đấu hai chị em cùng tham gia thì rất hay gặp nhau. Một cái ván bàn là có rất nhiều bi đang kẹt nhau. Và bi số 1 thì chỉ còn đường lỗ góc bên trái màn hình phía xa các bạn thôi. Trong khi đó thì bi số 2 thì đang nằm ôm với bi số 4. Đây sẽ là một cú A băng. Tôi nghĩ Đức Thiện có thể thực hiện một cái cú A băng căn mép mỏng của bi số 1. A băng dài ra băng ngắn vét vào mép mỏng bi số 1, cái chạy dựng lên phía gần lỗ 10 và bi số 1 sẽ được giữ lại bởi bi số 3. Chính xác rồi, rất tốt. Vũ ơi, tình hình hai anh Kiên thì anh Kiên Đỗ Thế Kiên thì cũng đã thắng anh Đặng Thành Kiên rồi. Ok, Thanh Tuấn đã cập nhật tỷ số của vàng. Một cú thủ bi rất tốt của Đoàn Thị Ngọc Lệ. Nhìn ở hướng bình luận viên thì tôi thấy đây là một cái má bi rất khó chịu khi đường chạy của bi cái đã bị cản bởi bi số 4 và bi số 8 cong thưa phê rồi. Hồng Công Tử giải đấu tại câu lạc bộ Star, địa chỉ 70C An Dương, thành phố Hà Nội bạn nhé. Đây là giải đấu rất là lớn với sự tham gia của gần 88 cơ thủ đã trải qua hơn 100 lượt trận. Chúng ta đã tìm ra những tay cơ xuất sắc nhất để bước vào trận bán kết giải đấu với tổng giá trị giải thưởng lên tới 50 triệu đồng. Và một điều đặc biệt đó là khi các bạn vượt qua vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên thì các bạn đã được nhận một giá trị giải thưởng là 500.000 đồng. Thắng thêm một trận nữa nhận tại phần thưởng là 1 triệu đồng. Và đồng giải 3 là 5 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng và một giải nhất trị giá 20 triệu đồng. Minh Nguyên chính xác rồi, sau rất nhiều người ngày vừa đi giảng vừa bình luận thì cái việc mà hương còi giọng bị khàn thì cũng đúng thôi. Hy vọng là không cái giọng khàn này không khiến cho làm ảnh hưởng quá nhiều tới cái việc theo dõi của các bạn. Ừ.
Bích Thiện sẽ phải thực hiện một cú công co tay, công bi co tay và quyết định thủ luôn. Có tốt không? Vẫn nhìn thấy, nhìn thấy mép mỏng ấy. Ồ, bắt đường. Tiếp tục là một cú sút tê. Đúng là không uổng công trong những ngày tập sút tê. Và tha hồ được sử dụng những cái kỹ năng mà mình đã tập luyện. Cái gì thì có rèn có hơn. Cái kỹ năng sút tê của Ngọc Lệ trong thời gian này đã có tính ổn định rất cao. Lực có tốt không? Ồ, một cú thủ bi rất hoàn hảo của Lương Đức Thiện. Miêu đồng, trận đấu này game đấu đến 8-2, tức là trước khi vào trận đấu thì chị Lệ chỉ được tính thắng trước hai ván rồi, vẫn tính đến là chạm 8. Dương Quý ở bàn bên kia thì em thấy vẫn là những trận đấu đang rất giằng co giữa Lê Anh Xuân và Đặng Bắc Ninh. Tuy nhiên thì tỷ số trận đấu như thế nào thì em đang ngồi bình luận đây cho nên không thể cập nhật được. Một cú điều ngay chừng đi chưa được kỹ lưỡng của Đức Thiện. Đức Thiện đã đưa quả cái ra vị trí thuận lợi nhất để đánh một cú cò tay. Anh Phúc Nguyễn, chính xác rồi, chị Hương làm giáo viên. Xin chào Xuân Vàng. Xuân Vàng thi đấu đến đâu rồi em ơi? Quá ổ đoàng trong cú đánh của Đức Thiện, thực sự rất tiếc nuối. Trong cái tình huống khi được quyền đặt bóng trong tay, Đức Thiện đã có một cú căn kè góc mép chưa được tốt. Cho Đoàn Thị Ngọc Lệ tiếp tục gia tăng tỷ số. Vâng, xin chào anh Đỗ Tiến Hải. Thank you.
anh Đỗ Tiến Hải ngày mai bay thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Ngày mai vàng đang ở trong đó đấy anh Hải ơi. Rất tốt Đoàn Thị Ngọc Lệ, tỷ số đã được một lần nữa nâng lên cho Đoàn Thị Ngọc Lệ 6-4. À, bạn Hà Hồng Hoa bạn nói rằng là chị gái kia bắn hay thế nhỉ, đó chính là nữ cơ thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ. À, Vi Kiên ơi, lại comment linh tinh người nha Vi Kiên nha. À, anh Hải ơi, anh đừng đưa ra một cái ý định gì về cái việc định của anh cả. Mình cứ thấy mình làm thôi, mình đừng nói nữa. Khi mà mình định thì không làm được đâu. Vi Kiên xem lại comment của mình trước khi nói nhé. Kể cả nói vui nhưng mà nó phải đúng và đừng có để làm ảnh hưởng người khác. Có môn đấy nhưng mà đừng gắn với những cái người. Nó phải đúng, mình phải biết chính xác thông tin thì mình hãng đưa. Cú đưa ba hợp lệ của Đoàn Thị Ngọc Lệ. Rất tiếc cho Đoàn Thị Ngọc Lệ trong cái cú đánh vừa rồi. Vâng, nhưng vẫn có một chút may mắn khi đi số 2 đang nằm ở vị trí không thể đưa được vào lỗ một cách trực tiếp. Nguyễn Quốc Hùng ơi, chính xác rồi, dĩ nhiên là khi bình luận thì cũng bơ đi, cũng không có đi cạnh nhau làm gì. Nhưng mà nếu như em đóng cái vai trò là bình luận viên nên mình đang giàu cảm xúc mà để cho người khác người ta làm tụt cho một cái như thế thì thực sự là cũng không biết nói như thế nào nữa. Liệu Đức Thiện có thực hiện được một cú A băng thủ lại không? À, nếu như A băng thủ lại trong cái tình huống này sẽ là một cái cú A băng căn bếp mỏng. Dội bi số 2 quăng về băng dài phía tay trái và dội xuống băng ngắn. Đức Thiện đã quyết định sử dụng một đường sệt mỏng. Tiếp tục vẫn là cái cú thủ này. Cái có tốt không? À, xin cập nhật tỷ số trận đấu, kết quả trận đấu giữa cơ thủ Nguyễn Văn Đãng và Lê Anh Xuân. Chúc mừng cơ thủ Nguyễn Văn Đãng đã chiến thắng trước cơ thủ Lê Anh Xuân để góp mặt vào trong trận bán kết gặp đối thủ là Đỗ Thế Kiên. Một trận đấu lại cực kỳ duyên nợ giữa cơ thủ Đỗ Thế Kiên và Nguyễn Văn Đãng. Một cú sút tay cực kỳ đẹp mắt của Đoàn Thị Ngọc Lệ.
và có công hay sát có ngày lên kịp. Và những cú sút tê của Ngọc Lễ tôi trong ngày hôm nay bình luận thì đều có những lời khen tặng. Không may cho Ngọc Lễ rồi, một cú cu lê hai băng, cái đã dựng đúng về góc, chết cái, thực sự không may mắn cho Ngọc Lễ trong cái cú đánh vừa rồi. Hơi thiếu áp phê, nếu như thêm một chút áp phê để gập góc nữa thì đó sẽ là một cú đánh cực kỳ tuyệt vời. Một ván bàn đang đi rất gọn gàng. Nếu như Ngọc Lễ thực hiện thành công trong cái ván đấu này thì nó sẽ là một cái áp lực rất lớn đối với Đức Thiện. Khi chỉ còn một ván đấu nữa thì Ngọc Lễ sẽ tiến tới trận chiến thắng để góp mặt trong trận chung kết. Có vẻ là cú ra tay của Đức Thiện đã hơi thiếu kéo áp phê và sẽ phải thực hiện một cái cú đánh ở quãng xa. Má mở của bi cái và bi số 7 hơi nặng. Có tốt không? Rất tốt. Như vậy Đức Thiện cũng đã kịp chớp lấy cơ hội trao quyền đặt bóng trong tay để rút ngắn khoảng cách với Đoàn Thị Ngọc Lễ. 6-5 cho Đoàn Thị Ngọc Lễ. Trên màn hình phát trực tiếp của Magic Plus Shop thì chúng tôi cũng đã gửi tới profile của hai cơ thủ tới tất cả các quý khán giả. Các bạn có thể đọc những thông tin của các cơ thủ. Đây là một giải đấu rất đặc biệt, đã quy tụ được một số lượng đông các cơ thủ tham gia và được chia thành hai bảng. Bảng A là bảng dành cho các tay cơ xếp hạng chuyên nghiệp và hạng A với 24 cơ thủ đấu loại trong ngày thứ nhất để lựa chọn 8 cơ thủ xuất sắc. Và với bảng B, 64 cơ thủ được xếp hạng C và B lựa chọn 24 cơ thủ xuất sắc thành một bảng 32 trong ngày thi đấu thứ hai và bốc trộn lên. Trộn lên giữa 32 cơ thủ này và thi đấu loại trực tiếp. Và khi chiến thắng ở trong vòng đấu loại trực tiếp, một trận chiến thắng đã giúp cho cơ thủ đã mang về một phần thưởng trị giá 500.000 đồng. Thắng ở trận tiếp theo mang về phần thưởng trị giá 1 triệu đồng. Và đồng giải 3 là trị giá 500.000 đồng. Xin lỗi, 5 triệu đồng, giải nhì là 10 triệu đồng và một giải nhất trị giá 20 triệu đồng. Không được tốt rồi Đức Thiện ơi. Có thành công không? Vẫn còn nhìn thì mà. Có vẻ vẫn nhìn thì mà. Trận đấu giữa Xuân Nghệ An và Đãng thì Đãng đã chiến thắng để góp mặt trong trận bán kết gặp cơ thủ Đỗ Thế Kiên. Hai cái trận bán kết này là hai trận bán kết rất duyên đậu, trong khi Ngọc Lễ và không có băng rồi, rất tiếc cho Ngọc Lễ trong cái cú sượt mỏng về thủ bi. Thiếu một chút lực, đổ lực thì đây là một cú thủ bi rất tốt của Ngọc Lễ.
lại một lần nữa quyền đặt bóng trong tay của Đức Thiện. À, liệu Đức Thiện có dọn bàn một cách gọn ghẽ để san bằng tỷ số không ạ? Cái ván bàn này sẽ có một quả bi rất tế nhị, đó là bi số 6. Nếu như Đức Thiện không để ý kỹ mở má bi số 5 về bi số 6 thì nó sẽ là một cái cản trở để Đức Thiện có thể điều được bi số 6 về bi số 7. Lỗi má này. Được cái má xuôi để cu lê vào băng dài ra băng ngắn thì tốt nhất. Alo, alo. Hiện tại trận bán kết 1 đang diễn ra rất căng thẳng. Và để đảm bảo chất lượng của trận đấu thì kính đề nghị tất cả các quý khán giả chúng ta giữ trận đấu giúp ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Alo, alo. À, các bạn hãy check lại mic giúp Hương coi ạ. Mic ổn chưa? Được rồi. Quyền chủ động điều bóng vẫn đang thuộc về tài năng trẻ Đức Thiện. Chàng trai đến từ Bắc Cạn, sinh năm 1992. Với rất nhiều fan hâm mộ thì Đức Thiện cũng được những fan hâm mộ đặt với những cái tên gọi khác nhau.
Thiện Lương này, Thiện Thần Thánh, Nghi Thiện Bắc Cạn. À, hôm qua Đức Thiện đã có một màn nhảy múa tung tăng sau những cái lượt cơ rất bụt bà, và có một số các quý khán giả đã gọi Thiện bằng một cái tên rằng là không phải gọi là Thiện Thần Thánh nữa mà phải gọi là Thiện Ác Quỷ mới đúng. Và một cú thủ bi căn góc căn lực của đầu gậy rất tốt của Đức Thiện. Với cự ly như này thì không biết là Đoàn Thị Ngọc Lệ có thể thực hiện một cú sút tê không. Và tôi quan sát được cái má bi như thế này, để Ngọc Lệ có thể sút tê thì chỉ có thể sút tê bằng cái má mỏng của bi số 3 thôi. Quyết định A băng rồi. Quá tốt Ngọc Lệ, quá tốt. Một cú A băng xuất sắc của Ngọc Lệ. Tuy nhiên thần may mắn lần này đã không mỉm cười với Ngọc Lệ rồi. Hiền Châu chích chích. Ok, Hiền Châu nghe thấy rõ chưa Hiền Châu? Xin chào cơ thủ Nguyễn Phúc Long. Tiếp tục là một cú A băng. À, giờ còn mới biết bạn Bi Dinh Cao Gieo Du gì đây, chính là Huy Tàu, đúng Huy Tàu không ạ? Lâu lắm tôi không thấy Huy Tàu xuất hiện trên giới bia. Tuy nhiên thì trong những phần phát trực tiếp của Magic thì vẫn thấy thường xuyên theo dõi. Các bạn hãy giúp Hương Còi và Magic truyền tải những hình ảnh của trận đấu này tới các quý khán giả bằng việc ấn nút share, like và share đi ạ. Rất cảm ơn các bạn. Đức Thiện đã lựa chọn một cú thủ bi cô tấm trong truyện cổ tích. Không cần đuôi, chỉ cần là ra khó thôi. Có tốt không Ngọc Lệ? Phơi rồi. Đức Thiện là một tay cơ trẻ, và tôi quan sát trong những trận khi bình luận thì Đức Thiện có cái kỹ năng cộng bi rất tốt. Không biết là với một cái ván bàn đang trận đấu đang quan trọng và tỷ số trận đấu đang là 6 đều như thế này thì Đức Thiện có dám thực hiện một cú cộng bi hay không. Cái quả bi này mà cộng bi thì cũng rất khó để kiểm soát bi số 4. Với cái má cộng mỏng khi tiếp xúc bi số 4 đi, bi số 4 rất dễ sẽ bị quăng vào hướng bi số 7 và rất dễ bị đuôi. Rất tốt Đức Thiện, một cú cộng bi kiểm soát bi mục tiêu bi cái rất tốt. Vâng, thực sự là Đức Thiện đã không làm cho Hương Còi khi quảng cáo về Đức Thiện về trong cú cộng bi thành là nói dối. Rất chính xác. Tuy nhiên ma bi số 7 cũng vẫn đang là một ma bi nhạy cảm khi bi số 7 đang bị mất một đường ở lỗ góc phía xa màn hình. Có thể đây sẽ là một cái cú xoắn tam băng của Đức Thiện để mở má điều bi số 7 về phía xa, lỗ góc bên trái phía xa màn hình. Với cái má bi nặng như này thì Đức Thiện sẽ không thể thực hiện được bằng cú táng hai băng mở má được. Sẽ phải là một cú cú ba phê. Có tốt không? Thêm một chút lực nữa thì rất tốt. Và một cái cú đánh bằng kỹ thuật và tốc độ ra tay rất lớn của Đức Thiện. Và một cái má bi rất nặng.
thực hiện một cú đăng với một má bị rất nặng. Tốc độ ra tay và cái lực ra tay của Đức Thiện trong cú đánh vừa rồi là một cái lực tốc độ, tôi nghĩ phải dùng cái từ là phút lực. Không đuôi, vẫn còn cơ hội cho Ngọc Lệ thực hiện cái cú thu đi. Gót áp về căn nửa quả gót. À, gót bi, đưa bi số 7 xuống băng ngắn đối diện nào, Ngọc Lệ. Căn kỹ vào. Không tốt rồi, xòe quá nhiều. Được, tiếp xúc vào, bị vào má mỏng bi số 7. Thiếu áp phê và thiếu độ sâu của bi và tiếp xúc vào má bi số 7. Ok, Minh Đạo chính xác rồi, 90 triệu ra tay đấy. Với cái ngọn gậy sau quét rất khỏe thì mới có thể xử lý bằng cái kỹ thuật vừa rồi. Ngoài cái ngọn gậy tốt và cái tay của Đức Thiện cũng tốt thì mới có thể thực hiện được cái cú đánh vừa rồi. Một cú cú lê rất tốt của Đức Thiện. Còn hai bi. Cú lê áp phê hay là rút hai băng ra đây ạ? Mở má rất kỹ. Rất tốt, như vậy là Đức Thiện đã chấp lấy những cái cơ hội giành giật và dẫn trước tỷ số 7-6. Tí mà sao mình lần tí cho mình lần chật chút đó, ngồi đấy mà mở má đúng không? Mở má mà không tài. Mở má bi số 8, đúng không? Bi số 9. À, đây sẽ là cái cơ hội thực hiện cú đề ba sau cùng của Đức Thiện. À, với lượt chín bóng xếp cao phá luân phiên, tỷ số trận đấu đang là 7-6. Đây là cú đề ba cuối cùng của Đức Thiện trong trận đấu này. Một cú đề ba hợp lệ và rất tốt. Bi mục tiêu số 1 đang nằm ở trước mắt rồi. Chỉ cần đưa được bi số 1 ra bi số 3 là gần như ván đấu này lên tới 90% Đức Thiện sẽ dọn bàn. Cú lê 1 băng thì phải căn góc và căn lực. Cú lê 2 băng thì phải căn kỹ để không có cái sự va chạm với bi mục tiêu số 5. Quyết định điều lỗ 10. Kéo đè áp phê 2 băng. Và một đường điều rất thoáng, rất thông minh. Rất kỹ trong cú má cú lê vừa rồi. Chỉ còn có 5 bi trên bàn thôi. Hồi hộp chờ đợi. Và tôi thấy rất ít khi Đức Thiện đi ra ngắm cái quãng má bi. Tuy nhiên với một cái ván đấu quan trọng, tránh xảy ra những cái rủi ro ngoài tầm kiểm soát, thì Đức Thiện đã rất kỹ trong cái việc kiểm soát cái má bi đang rất nhạy cảm trên bàn. Đó là bi số 5 sẽ được đưa vào lỗ
10 ở cái góc hẹp. Rất ngọt ngào. Một ván đấu rất quan trọng và áp lực. Người vận chuyển hôm nay sẽ đánh chung kết luôn bạn nhé. Chỉ còn 2 bi thôi. Một bi. Còn một bi. Rất tốt, bằng một chấm run out, Đức Thiện đã kết thúc trận đấu với tỷ số 8-6. Xin chúc mừng Đức Thiện đã bước chân vào trận chung kết và xin chia buồn cho nữ cầu thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ trong ngày hôm nay đã thể hiện rất tốt. Tuy nhiên thật may mắn đã chưa kịp mỉm cười với Ngọc Lệ trong những giây phút sau cùng. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi phần phát trực tiếp của máy xếp Pilates Shop. Chúng ta sẽ lia máy quay tới phía xa đi. Hiếu đưa máy quay ra xa đi. Rồi. Như vậy ứng cử viên cái tên đầu tiên bước vào trận chung kết của giải câu lạc bộ Star địa chỉ 70C An Dương đó chính là Lương Đức Thiện. Chúng ta hãy phóng tầm mắt đi tới trận bán kết thứ hai. Trận đấu giữa cơ thủ Đỗ Thế Kiên gặp cơ thủ Nguyễn Văn Đặng. Thiện ơi, đi ra. Tỷ số trận đấy đấy. Vâng, trận đấu này thì tỷ số đang là 1-0 cho cơ thủ Đỗ Thế Kiên. Tiếp tục xe đi ạ. Có thể ví cái trận đấu giữa Đỗ Thế Kiên và Nguyễn Văn Đãng. Nếu những người yêu bia và theo dõi phần phát trực tiếp của Magic Blast Shop thì chúng ta vẫn ví von là đây là cặp đôi duyên nợ nhất của làng bia Việt Nam. Quốc Hùng ơi, không chuyển được, Cam thì đang giữ ở vị trí cố định em ơi. Mọi người có nhu cầu về đây thì có lấy được không? Quốc Hùng có ý kiến là đôi mắt của quần chúng yêu bi ai, chủ tịch Lương Anh Kiên ơi. Hai cơ thủ đang đánh, có bạn bạn nói rằng là nhấc hai ông kia sang bàn gần Cam đợi ban tổ chức. Rồi thể theo nguyện vọng của mọi người thì Hương Còi sẽ xin ý kiến của hai cơ thủ. Mọi người
người đang muốn được chuyển về bên này thì em cũng đang phải xin ý kiến hai người này. Anh Kiên ơi. Vâng vâng. Đợi một chút. Xin đi. Chuyển à? Chuyển đi, chuyển đi. Okay. Em ơi, em bật cái điều hòa đi em ơi. Chuyển bàn à? Ông thì sợ nó mất phong thủy thôi chứ còn. Chỉ sợ mất phong thủy thôi chứ còn không mất, có mất thì không được. 20 à? Đang xong. Chéo chéo đấy, chéo 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 ra, chéo chéo. Các bạn tiếp tục theo dõi cái trận đấu giữa cầu thủ Đỗ Thế Kiên và Nguyễn Văn Đãng ở trong cái vòng, đây là vòng bán kết, đây là trận bán kết thứ hai. Trận bán kết thứ nhất thì đã có chiến thắng thuộc về cầu thủ Lương Đức Thiện. Và Lương Đức Thiện là một cầu thủ trẻ đến từ Bắc Cạn và hiện giờ đang ngồi đợi một trong hai cầu thủ này. Vâng, đang ngồi đợi ở cái thế gọi là cọp rình mồi. Vâng, xin chào anh Tạ Quốc Tuấn. Tỷ số hiện giờ đang là 2-0 nghiêng về Kiên Pháp. Kiên Pháp đang cân đối giữa hai phương án, một là sút tê, hai là chạy biên an toàn. Rồi, chắc chắn là một cú sút tê rồi. Một cú sút tê bằng gậy sút Fury 2 khúc.
Vâng ạ, chờ một chút đấy ạ. À, Tuấn Lê thì vừa được hơn một cái giải nhất rồi Nguyễn Minh ạ. Vừa có một game chiến thắng 50 triệu trước cơ thủ Thành Trầm của thành phố Hải Dương. Gấp hai lần, hơn hai lần cái giải nhất. Một cú sút tê không thành công. Giờ chắc chắn sẽ là một cú chạy của Nguyễn Văn Đãng rồi. Bật đuôi sau 7-8. Rồi, một cú chạy ba bi thẳng tưng. Đây, một cú thử thách xem cái trình độ A băng của cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Ở cái góc độ này thì có vẻ như là không còn đường A băng, hai băng. Còn không? Còn rồi. Có đường A băng hai băng, nhưng mà cái góc độ A băng hai băng cho dù trúng thì gần như cũng sẽ phơi hoặc là sẽ bị chạy tiếp. Ở góc A hai băng này thì chỉ có thể nhìn thấy được cái má dưới của con một. Nếu như mà trong một cái tình huống may mắn xảy ra đấy là hoặc là cực kỳ chính xác thì cầu thủ Đỗ Thế Kiên có thể A băng trúng cái mép con một và căn cái lực thật tốt để con cái có thể đuôi sau cái vị trí con số 8. Chắc chắn sẽ là một cú A băng nhẹ rồi, vì trong cái tình huống này của A băng mạnh thì có vẻ như là sẽ không có góc để mà thoát cái con cái ra. Hoặc là sẽ xảy ra cái tình trạng hên xui, thì tôi nghĩ là cầu thủ Đỗ Thế Kiên sẽ A băng nhẹ. Và không may, hơi dư phê một chút. Vâng, ở cái lực như thế mà nếu mà chúng đúng mép con một thì cái tỷ lệ đuôi lại là rất cao. Cơ hội rút ngắn tỷ số cho Nguyễn Văn Đãng. Vâng, xin chào anh Phúc. Anh Phúc Nguyễn, một bộ đủ ba cơ khoảng bao nhiêu? Cũng rất nhiều loại giá anh Phúc Nguyễn. Ví dụ như cái bộ cơ của Đỗ Thế Kiên thì tương đối là đắt tiền. Cái cơ đánh với ngọn Revo của Đỗ Thế Kiên cũng đã rơi vào gần 40 triệu. Cũng như cái cơ phá của Đỗ Thế Kiên hiện giờ có giá là 17.500.000 tại Việt Nam, Becarus. Chưa kể đến gậy sút tê và bao đựng nữa. Còn với cái giá bình thường thì có thể với cái tầm tiền tầm 8 đến 10 triệu là hoàn toàn bạn có thể thiết kế được một cái bộ cơ đánh hợp lý để có thể chơi được tốt và ổn định hơn rồi. Phương Tuấn Bùi có hỏi là Xuân Nghệ An, Xuân Nghệ An thì vừa bị thua Đãng Bắc Ninh với tỷ số là 8-6, dừng chân ở tứ kết. Xin chào các Vũ. Vâng, xin chào Nguyễn Quốc Hùng, bình luận viên hiện giờ đang thay thế cho Hương Còi nghỉ giải lao một chút. Nghỉ giải lao để lấy lại giọng để bình luận cho trận đấu chung kết cuối cùng, một trận đấu rất quan trọng. Hiện giờ người đang bình luận là mình, là Đặng Thành Kiên, là đại diện của Magic Blast Shop. Nguyễn Văn Dũng, ngọn mid MC có chuẩn luôn, có một cái hiện giờ đang ở shop khác tên Nguyễn Văn Dũng. Hà Thành đẹp trai, xin chào Hà Thành đẹp trai, đẹp trai nhất. Chắc chắn tỷ số sẽ là 1-2 rồi cho Nguyễn Văn Đãng rồi. Ở trong ba cái bi này thì có vẻ như là chắc chắn thì Nguyễn Văn Đãng sẽ đi hết. Và một cái cú đánh một băng nữa thôi.
xin chào Lâm Hà Nội. Game mét hiện giờ thì bên shop không còn một con nào hết. Nguyễn Long Hải có hỏi quán có mở đêm không? À, ở cái quán đang phát trực tiếp của Magic Villa Shop này là quán 70 An Dương. À, trong những lần gặp nhau gần đây của Đỗ Thế Kiên và Nguyễn Văn Đãng thì tỷ số thông thường vẫn là luôn là giành giật nhau ở những cái ván đấu cuối cùng. Và hẹn đây sẽ là một cái trận đấu vô cùng căng thẳng. À, Bát Kiều Tam, vâng, xin chào Bát Kiều Tam. Bát Kiều Tam đang cổ vũ cho đồng hương của mình là Nguyễn Văn Đãng. Bát Kiều Tam cũng tham gia cái giải đấu này nhưng mà có phần không may mắn khi đã để thua cái cầu thủ Lương Đức Thiện. Ừ. À, tỷ số đã là 2-2. Một chấm dân lao cho Nguyễn Văn Đãng, một cú phá quá hay. Và vừa rồi khi ngồi ngoài thì Đỗ Thế Kiên có chia sẻ là không hiểu sao cái ông Đãng này ông ấy phá rất nhẹ mà lúc nào cũng đủ bếp. Chưa kể là cái chuyện là không có cái bi nào đá nhau. À, đó, hiện giờ tôi đang ngồi rất gần cái vị trí của hai cầu thủ đánh cho nên là không thể nào nói to được. Vâng, mong các bạn thông cảm. À, Nguyễn Trường, trận lệ sầu với lại Lương Đức Thiện thì phần thắng đã thuộc về Lương Đức Thiện. Vâng, Lương Đức Thiện đang ngồi ở cái tư thế gọi là cọp rình mồi. Vâng, đợi một trong hai cầu thủ này chiến đấu xong.
và sẽ gặp và lần đối diện ở cái trận chung kết. Dương Bi ăn nhau cái đẳng cấp. Một cú phá có phần may mắn của Đỗ Thế Kiên. Các vụ đạn xếp bi rất tỉ mỉ cẩn thận, đúng rồi, đạn tỉ mỉ cẩn thận không chỉ trong xếp bi mà trong từng cái cú đánh của mình, đạn cũng rất là chi tiết, từ cái việc là tính toán đến cái chuyện là lựa chọn phương án, đạn đều rất là cẩn thận. Nguyễn Văn Dũng có chia sẻ là anh ấy dạy phá ngắm tâm bi một cái dùng trồ ít ra ngọn nhanh một chút. Cái này chắc phải lưu lại để về tập. Rồi, xin cảm ơn Nguyễn Văn Dũng. Không thấy đã chia sẻ cho anh em gì cả. Giống nghề chắc luôn. Động cơ xóm. Quên, cơ động xóm. Trận này cổ vũ cho Đảng, Kiên Pháp thắng quá nhiều rồi. Vâng, Kiên Pháp và Đảng cũng khá duyên lợi với nhau. Và trong một cái trận chung kết 50 triệu, tôi nhớ không nhầm thì là năm 2016, đúng rồi, thì Đỗ Thế Kiên đã để thua Nguyễn Văn Đảng. Một cú chạy đạn của Đỗ Thế Kiên bất đuôi sau viên năm, có vẻ như là không nằm trong tính toán của Đỗ Thế Kiên. Đỗ Thế Kiên có vẻ như là sẽ tính bất đuôi sau vị trí con 4 thì phải. Đức Rado Khánh Con thì bị thua mất rồi. Đức Hiệu, đúng rồi, trận này thì là trận bán kết, cho nên là ai giành chiến thắng ở cái trận đấu này thì sẽ có quyền bước vào trận chung kết gặp Lương Đức Thiện. Và một cú chạy bì quá hay của Nguyễn Văn Đặng, thì Nguyễn Văn Đặng quan sát thế là khi với cái lực nhẹ thì con cái đập vào băng và móc con 8 lên, thì con cái nó sẽ nằm ở đúng cái vị trí con 8 đấy, và cái việc còn lại của Nguyễn Đặng đó là chỉ cần cái lực của con 1 thôi, hoàn toàn có thể bắt đuôi được con bì có 1 qua con bì số 5. Vâng, một cái cách xử lý quá là thông minh. Trần Văn Hải, vâng, xin chào Trần Văn Hải. Vâng ạ, cũng chia sẻ thêm về cái tư duy về trong chạy đạn ở trong cái môn 9B này. Thì cái việc đầu tiên thì các bạn phải quan sát cái thế bi cụ thể của mình. Sau đó thì các bạn có thể tính toán được là đầu sẽ là cái vật cản. Vâng, đầu sẽ là các bạn định bắt đuôi sau cái gì. Và từ đó thì các bạn sẽ tính toán ra gióng theo cái hướng của cái con bi cản đó. Thì các bạn sẽ đưa ra được cái vị trí của con bi cái và bi mục tiêu. Đưa con cái và con bi mục tiêu về đúng cái vị trí của cái con bi... Như tính toán thì sẽ được chắn bởi cái con bi cản đấy, thì sẽ ra được một cái cú bắt đuôi hoàn hảo. Một cú á băng rất hay của Đỗ Thế Kiên. Đỗ Thế Kiên là một trong những người mà như tôi nhận định đấy là có cái kỹ năng á băng và tư duy chạy đạn tôi thấy là hay nhất bây giờ đấy ạ. Tùng Mata có hỏi Kiên Pháp sinh năm bao nhiêu, đúng không ạ? Kiên Pháp thì nhìn như là sinh năm 86, nhưng mà thực ra thì Kiên Pháp sinh năm 82. Vâng ạ, bí quyết trẻ lâu của Đỗ Thế Kiên đấy là đánh bia hay, vâng ạ.
Một cú còng bi để ăn bi số 1. Và bây giờ chắc chắn sẽ là một cái cú chạy bi tiếp theo của Nguyễn Văn Đã. Nào. Hết má ăn rồi. Vâng, xem Nguyễn Văn Đãng đang quan sát, có vẻ như sẽ là một cái cú kéo con 3 vào đầu con 6, con cái sẽ bắt đu sau cái vị trí con 7. Liệu có phải? Vâng ạ. Và Nguyễn Văn Đãng đang quan sát. Có đánh được lòn con cái qua vị trí con 5 và đuôi về sau vị 7 không? À. Mọi thứ tính toán đã xong và bây giờ chỉ còn là vấn đề về lực thôi. Vâng, lực đã quá chính xác. Vâng, như tôi thấy thì lực quá chính xác. Không thừa, không thiếu một tí nào cả. Vâng, xin chào Bùi Huy Đạt. À, xin cảm ơn Bùi Huy Đạt đã rất nhiều, đã cổ vũ cho mình. Tuy nhiên thì cái đẳng cấp của Đỗ Thế Kiên cũng vẫn hơn hẳn mình. Cho nên là cái chuyện Đỗ Thế Kiên giành chiến thắng là điều cũng bình thường thôi. Vâng ạ, là một cú A bằng 2 bằng tính toán của Đỗ Thế Kiên. Một góc tính toán bắt đuôi lại 67 sao? Vâng. Một cú A bằng như tính toán của Đỗ Thế Kiên là lấy mép con 3 để con cái chạy về phía dưới này. Ở trong bia thì nhất xa nhì con, đúng không ạ? Trong cái tình huống mà không bắt đuôi được người ta thì cứ để một bi đầu bàn, cuối bàn thì cũng đã là khó khăn rồi. Xin chào trường Exciter. Trận bán kết kia thì giữa Ngọc Lệ và Lân Đức Thiện. Và Thiện Bắc Cạn đã giành chiến thắng và đang chờ phục hai cái cơ thủ này. Vâng, đỏ nào. Cũng rất may mắn cho Đỗ Thế Kiên khi con 3 đã dính vào vị trí con 5. Xin chào Duy Khánh. Cùng với cái thời điểm mà diễn ra cái giải đấu ở An Dương này thì trong Sài Gòn cũng đang diễn ra một cái giải đấu rất là lớn. Vâng, với cái sự quy tụ của 64 cơ thủ. Có vẻ như là giải thưởng lên đến tận 60 triệu đồng. Ở trong cái cú A bằng vừa rồi, ý đồ của Đỗ Thế Kiên ngoài cái chuyện là A bằng trúng ra, Đỗ Thế Kiên còn định bắt đuôi lại sau cái bi số 7 cơ ạ. Nào, cùng xem Nguyễn Văn Đăng chạy đạn. Một cú đánh lực một băng cái dính vào đít 9 và giữ nguyên vị trí con 3 kia. Hay là cú chạy đại kiểu gì? Đuổi sau đít 4, nhưng mà không... Vâng ạ, như tôi quan sát đây và như lúc nãy cũng tôi cũng đã thi đấu thì cái bàn thi đấu này là cái bàn Alex 9019, nỉ Alex 888 cho Ninh Vân. Tuy nhiên thì tôi thấy là ở cái bàn thi đấu ở An Dương này thì tốc độ chạy của các cái bi nó chậm hơn rất nhiều so với những cái bàn ở nơi khác. Có vẻ như là bàn lì hơn. Một cú chạy đạn 65. Rồi hở rồi. Tuy nhiên thì con cái nằm ở vị trí không được thuận lợi cho lắm. Vừa côn vừa xa.
một cú đánh chính xác con ba. Có vẻ như Nguyễn Văn Đãng đã chủ động đánh ăn ba và sẽ để sau đó thì sẽ là một cú chạy bi con bốn. Vâng, vì trong tình huống vừa rồi nếu như mà cố tình đánh ăn con ba để điều con bốn thì sẽ rất là khó khăn. Vâng ạ, và cái rủi ro rất lớn là trượt cái con bi số 3. Quá thông minh ạ, một lựa chọn quá thông minh. Cái sau đi 9, phần thưởng cho Nguyễn Văn Đãng. Vâng ạ, hy vọng là chúng ta sẽ được xem cái trình độ á bằng của Đỗ Thế Kiên qua cái tình huống này. Như tôi quan sát thì cũng khá là thiếu góc độ để có thể a bằng trúng cái con 4 này. Có cái đường a bằng quá mép lỗ 10 ở phía bên phía 5 này. Và ở góc độ này thì có thể a bằng trúng được cái con bi số 4. Đỗ Thế Kiên đang tính toán. Vâng, a bằng trúng thì chắc chắn là không có gì khó đối với Đỗ Thế Kiên rồi. Nhắm mắt a bằng cũng trúng. Nhưng mà chúng xong mà phơi thì cũng thả đánh trượt cho rồi. Đỗ Thế Kiên đang tính toán chi li để làm sao để cái xác suất ăn vào cái vị trí con nào của con 4, chưa kể là kiểm soát lực như thế nào thì sẽ dễ dàng khó lại, gây khó khăn lại cho đối thủ. Và đấy mới là đẳng cấp a bằng. Chứ còn nếu a bằng để lấy trúng không thôi thì thường thôi ạ. Vâng, con này nằm có vẻ là đúng cái vị trí công thức giữa bàn và chỉ việc căn vào giữa bàn bên kia thôi là cái sẽ có thể trúng được cái điểm chấm bên này. Phơi rồi. Anh đây. Đánh mấy giờ? Đang đánh chung, chuẩn bị đánh chung kết rồi. Mai hết rồi em ạ. Ừ, nhá. Ừ. Ồ, một cú đánh trong lúc chuông điện thoại reo. Suýt nữa thì trượt con 4 đấy ạ. Đang có cái sự cà độ giữa các cái người xem. Vâng ạ, hai người có thể inbox với nhau và ra độ ạ. Chứ không thì giao dịch độ ở trên này thì mọi người biết hết ạ, lộ hàng đấy ạ. Vâng, ở trong tình huống vừa rồi thì tại sao Nguyễn Văn Đáng lại trô lại? Để có hai lý do. Thứ nhất là cái vị trí nó sẽ được gần con 8 hơn. Thứ hai nữa là sẽ cái góc độ này thì dễ có thể kiểm soát được cái con cái điều đẹp con 9 hơn. Vâng, một cú cúp hai băng và lắp đi con 9 lỗ góc. Vâng. Tỷ số là 3-2, chắc chắn là 3-2 rồi. Vâng, không có gì bàn cãi nữa. Bởi vì tỷ số hiện giờ đang là 3-2 đều. Vâng, cho nên kết thúc ván này thì chắc chắn là 3-2. Vâng, xin chào cụ cải. Vâng, cho dù trượt con 9 vừa rồi thì vẫn là 3-2. Vâng ạ, đề nghị Tùng Mazda và Trần Quảng có thể inbox với nhau và ra kèo với nhau ạ.
cùng chiếm ngưỡng cái cú phá đầy uy lực. Như một bạn đã chia sẻ đấy là Nguyễn Văn Đăng chỉ hơi ngắm đáy bi một chút à, và ra nhanh tay một chút. Một cú phá 9 bi xếp cao rất khó. Wow. Tuy nhiên thì lại không đủ bếp rồi. Có vẻ như là Đỗ Thị Kiên sẽ nhường cho Nguyễn Văn Đăng. Người vận chuyển à, trận chung kết sẽ diễn ra sau cái trận bán kết này khoảng 10 phút. Vâng. À, pháo đoàn Thiện Bắc Cạn thì hiện giờ đang ngồi phục ở cái thế hổ vồ mồi. Chờ một trong hai cơ thủ này ai giành chiến thắng sẽ gặp Thiện Bắc Cạn ở trong trận chung kết. Nội Nha Cao bán kết 2 là Lương Đức Thiện với lại Đoàn Nguyễn Ngọc Lệ. Tuy nhiên thì trong trận bán kết đấy thì phần thắng đã thuộc về Lương Đức Thiện rồi. Hai bằng con cái sẽ giúp vượt đi con một và đơn con một về bằng ngắn dưới này. Một cú trích xịt, tuy nhiên thì lại xịt hơi quá. Vâng, tuy nhiên xịt hơi quá cho nên là nó bị tụt mất áp phê, và khi va chạm với cái con bì mục tiêu nó con cái nó sẽ có cái xoáy tiến, cho nên là không như ý được Đỗ Thị Kiên định chỉ trượt trích xịt và để áp phê ngang, cái con cái sẽ chạy hai băng về giúp vào đi con hai. Trần Minh Hiếu, đúng rồi, trận đấu này thì hai cầu thủ đều là chuyên nghiệp cho nên là được đánh đồng cơ đến 8. Pháo đoàn, vâng, mình sẽ nhắn cái lời chúc mừng của bạn đến Thiện Bắc Cạn. Vâng, mọi người cùng chia sẻ giúp Thành Kiên cũng như Magic Billiard Shop để cổ vũ cho hai cầu thủ đấy ạ. Vâng, thế bi nhìn có vẻ hơi lắt léo một chút. Tuy nhiên là với đẳng cấp của Nguyễn Văn Đăng thì cái TB này tôi nghĩ là không có cái vấn đề gì cả. Và một cú đánh một băng về phía cục lơ như Nguyễn Văn Đăng vừa chỉ tay sẽ là cái vị trí đẹp nhất cho con 5 và thuận lợi để điều con 6. Một cú đánh hai băng, vâng, sẽ thoát tay hơn rất nhiều so với phương án đánh xịt để con cái về cụt lơ. Sẽ là một cú kéo hai băng và kiểm soát lực con 7, hay là một cú đẩy một băng để cái chạy qua băng qua mặt lỗ 10 nào. Rồi Nguyễn Văn Đăng đã đặt đáy bi. Điều 7 lỗ 10 luôn. Một cú điều quá thông minh, quá hay Nguyễn Văn Đăng. Vừa một cú đánh thoát tay. Vâng, ở trong BA thì những cái cú đánh mà không được thoát tay và phải hãm lực đòi hỏi cơ thủ phải tập luyện rất nhiều ạ. Và nó
nó là một trong những cái bia mà như tôi là cầu thủ, tôi biết là tôi cũng rất sợ phải ra những cái tình huống đánh bia áp lực. Nhất là những cái cú đánh hãm lực mà lại còn phải đặt phê nữa. Và khi đấy thì quỹ đạo của con bi cái sẽ là một cái đường cong rất khó để có thể cần chính xác được cái bi mục tiêu. Một vị trí vẫn ăn được nhưng mà có vẻ như là không được thuận lợi cho lắm ở trong những cái tình huống như thế này. Cái lúc mà căng thẳng thì cái việc là cần sai má là rất dễ xảy ra khi hai bi nó gần nhau. Một cú chạy đạn, vâng ạ, đấy là đẳng cấp đấy ạ. Dạ vâng ạ, đấy mới là đẳng cấp thưa các bạn. Khi mà không chắc chắn về cái gì thì Nguyễn Văn Đáng đã chọn cái giải pháp an toàn hơn rất nhiều, đó là chạy bi. Và chưa kể là một cái cú chạy bi quá chính xác của Nguyễn Văn Đáng nữa, bắt đuôi sau bi 9, hai bi nằm ở hai đầu bàn. Và tiếp theo sẽ là cái sự thể hiện về A băng của Đỗ Thế Kiên. Và với Đỗ Thế Kiên thì đây là hoàn toàn là công thức rồi, không có cái gì để khó khăn khi mà A băng trúng. Và cũng như tôi đã nói lúc trước, để cái chuyện là đội thực kiến sẽ căn làm như thế nào để con cái va chạm cái con bia mục tiêu, nó sẽ có lợi và gây khó khăn cho đối thủ nhất. Vâng, cùng xem đội thực kiến thể hiện. Có kinh nghiệm mà con trước nhưng vẫn dính. Và cũng trong ván đấu trước, Đỗ Thế Kiên cũng đã có một cái tình huống A băng easy như vậy nhưng mà lại không rút được kinh nghiệm. Và một lựa chọn rất đẳng cấp của Nguyễn Văn Đáng. Thì ở trong những cái cơ thủ như tôi đánh giá là có đẳng cấp như Nguyễn Văn Đãng hoặc là tầm ngang ngang như vậy, thì trong bất kỳ cái tình huống nào đấy, trong bất kỳ tình huống nào đấy, dù ngon hay dù khó, thì trong đầu luôn luôn xét ngay hai phương án đánh hay là chạy đạn. Vâng ạ. Sau đó mới cân đối giữa hai cái tình huống đấy, dẫn đầu sẽ là cái cách giải quyết nó chắc chắn hơn. Thì thông thường thì sẽ chọn những cái giải pháp như vậy sẽ là hợp lý nhất. Chưa kể là trong những cái lúc áp lực thì cái mắt của mình sẽ không còn được tỉnh táo như cái lúc bình thường, cho nên là cái việc đánh ăn nhiều khi là rủi ro rất cao. Nếu như có cái đường chạy đạn an toàn hơn thì tôi nghĩ nhiều khi cũng là một cái giải pháp là tốt hơn rất nhiều. Ở Nguyễn Ngọc Ước, vâng, cửa hàng của mình ở hiện giờ thì vẫn đang ở chỗ có hai địa điểm, một là số 2 Lê Văn Thiêm và thứ hai là chỗ 139 Lò Đúc. Vâng. Tỷ số hiện giờ đang là 4-2 cho Nguyễn Văn Đã.
Vâng, một cú đứng cái ở vị trí con bi số 1 sẽ là vị trí đẹp nhất. Vâng. Tiếp theo sẽ là một cú rút bi một băng về con cái sẽ về vị trí băng ngắn ở phía cục lơ, sẽ là cái vị trí thuận lợi cho bi số 2 nhất. Vâng. Cùng xem Đỗ Thế Kiên mở má để điều cái con bi số 4 này. Thẳng tắp con 4 lỗ góc sẽ là vị trí đẹp nhất rồi. Có má để lấy lên trên con 4 không? Một cú mở góc không đúng của Đỗ Thế Kiên. Tuy nhiên thì bi vẫn rất là ngon ăn, không có gì khó cả. Một cú kéo hay là một cú đẩy bi ba băng đây? Vâng ạ, trong tình huống này kéo thì rất dễ là chạm 8. Và một đường đẩy hoa băng sẽ là đường đánh rất an toàn. Chỉ cần ăn con 4 thôi sẽ là đẹp nhất rồi. Giữa bàn là vị trí đẹp nhất. Một cú kéo một băng cái về qua mép lỗ 10 là sẽ là vị trí đẹp nhất cho cái bi số 9. Kết thúc cái bàn đấu này. Vâng, đã có sự giao dịch và gửi số cho nhau rồi đấy ạ. Đức Ly Bì và Thành Nguyễn. Vâng ạ, chúc anh Thành và Đức Ly Bì may mắn. Trần Quảng có nhận xét là Kiên nghe nóng vội, có vẻ là không đúng nữa. Đội Thế Kiên hiện giờ như tôi đánh giá là đẳng cấp vượt ra ngoài Việt Nam rồi đấy ạ. Cho nên là cái sự trong bất kể cái tình huống nào thì cái sự nóng vội của đội Thế Kiên cũng khó có thể làm cho đội Thế Kiên nóng vội được lắm nữa. Xin chào Thần Nông, xin chào Phong Dân Tùng. Vâng ạ, đúng là một cái cú phá rất là đáng để học của Nguyễn Văn Đãng. Động tác rất gọn gàng, tuy nhiên thì mọi người có thể cảm thấy được là nó rất uy lực. Ăn rồi. Vâng ạ, mọi người cùng chia sẻ và cổ vũ cho cả hai cơ thủ đi ạ. Trường Exciter ở cái giải đấu này thì Hoàng Sao không tham dự. Hoàng Sao hiện giờ đang tham dự một cái giải ở trong câu lạc bộ Vương Miện trong Sài Gòn, cho nên là không có mặt ở cái trận đấu của giải Stan Dương này.
Vâng, đã có sự gia độ từ Lê Thành đến từ thành phố Vinh. Kiên chấp đãng một quả. Vậy chấp quả số mấy đấy ạ? Vâng, tỷ số là 4-3 là đúng rồi anh Thành ơi. 4-3 đúng rồi. Nào, chúng ta cùng xem cái pha xử lý này của đội Nguyễn Văn Đặng. Vâng, còn 6 sẽ có 3 khả năng điều. Lỗ góc xa, lỗ góc chỗ Nguyễn Văn Đăng và một tình huống nữa có thể cộng 8, nhưng tình huống đấy thì chắc là không xảy ra rồi. Một cú đẩy lòn khe 6-8 chăng? Một cú đẩy lòn khe 6-8 sẽ là vị trí đẹp nhất. Ồ, quá là không may mắn. Thật sự là không may mắn cho Nguyễn Văn Đăng khi mà con cái nó va con 8 một chút để ra một tình huống là vẫn đánh được nhưng mà không được ngon ơ như cái vị trí là thẳng con 6. Một cú đẩy nhẹ nhàng qua mặt con 8. Vâng, quá chính xác. Đẳng cấp, quá đẳng cấp ạ. Chỉ còn con 7 nữa thôi thì là ván đấu này được giải quyết. Quá chính xác. Đó, sẽ là một cái cú đẩy nhẹ con cái ở mét lỗ 10 cũng sẽ là đẹp nhất rồi. Ở trong tình huống này, như ngày xưa tôi thiếu kinh nghiệm là cứ cố gắng để cúp cái con cái sang bên kia. Ồ, có vẻ như vẫn cúp được. Quá đẳng cấp ạ, tôi tưởng là sẽ bị bệt ở trong tình huống đấy nhưng không phải. Vâng ạ. Tỷ số là...